Khi của anh chị mình ăn cái rau này nhiều thì nó được giúp đỡ cơ thể chúng ta gì ạ? Nó rất tốt cho người bị tiểu đường vì nó sẽ giúp hạ cái lượng đường trong máu. Đó, rất là tuyệt vời. Ngoài ra, phụ nữ mà bị ốm nghén á hay nôn mửa đó thì sử dụng cái loại rau này nó cũng rất là tốt ha. Ngoài ra, ai mà bị táo bón lâu ngày thì sử dụng cái loại rau này thì nó sẽ giúp chúng ta nhuận tràng bởi vì nó sẽ trị táo bón. Phụ nữ mà băng huyết á thì sử dụng loại rau này nó có thể giúp đỡ của bác chị mình rất là tốt nha. Ngoài ra, khi chúng ta bị mụn nhọt thì lấy rau này đắp vào thì nó sẽ tiêu trừ mụn nhọt cho chúng ta. Ai mà bị quán gà thì sử dụng loại rau này nó cũng cải thiện rất là tuyệt vời. Đặc biệt nó có thể thanh nhiệt và giải độc cho cô bác chị mình rất là tốt. Thì trước mắt của bác chị mình đây là loại rau rất là quen thuộc. Ngày xưa là một cái loại rau cứu đói cho dân chúng ta. Sau này cuộc sống nó khá giả rồi thì loại rau này được cho heo ăn. Và hiện tại thì còn rất là ít người trồng. Đó, ra chợ thì rất là hiếm. Đây là rau lang hoặc là khoai lang. Đó. Rau lang thì nó nhiều loại lắm, loại đỏ, loại trắng như thế này, loại lá ba tia, loại lá tròn, loại lá tùm lum hết. Nhưng mà hãy nói chung là loại rau lang ha. Đọt như thế này, đây, đọt mơn mởn như thế này thì chúng ta có thể sử dụng ăn rất là ngon. Viên Hải thì rất thích, không biết cô bác chị mình sao. Thì bây giờ, anh Hải sẽ chia sẻ cho bác chị mình một cái số cách ha, để chúng ta có những món ăn, bài thuốc từ cái loại rau lang này. Thì trong cái loại rau lang này là nó có rất là nhiều cái chất, trong đó có một loại protein rất là độc đáo. Mà cái loại protein đó thì nó chứa những cái chất chống oxy hóa rất là tốt. Nó giúp cho tế bào chúng ta chống bị lão hóa sớm. Rất là tuyệt vời. Rồi, khi mà những người nào mắc bệnh tiểu đường á thì chúng ta sử dụng rau lang nè. Bởi vì trong cái đọt của rau lang này đó là nó có một cái chất nó gần giống như là insulin. Ở lá già thì nó không có chất này, nhưng mà ở cái đọt á và cái lá non thì nó có chất này. Đó, vì thế người bị tiểu đường thì có thể dùng đọt của cái rau này để chúng ta ăn. Và nó sẽ giúp chúng ta là hạ cái đường huyết. Đó, được thường xuyên thôi. Chúng ta sẽ mỗi ngày chúng ta lấy một nắm chúng ta luộc ăn thôi. Như vậy thì nó sẽ hạ đường huyết cho chúng ta, bình ổn đường huyết lại cho những người bị tiểu đường. Nhưng ngược lại, những người bị tụt đường huyết, hạ đường huyết thì không sử dụng rau lang nên hạn chế ha. Đó, còn những người bị ốm nghén ha, chúng ta ăn cái đọt rau lang này nè rất là tốt, bởi vì trong lô lang này nó có cái nhiều, rất là nhiều cái vitamin B6, tác dụng giảm buồn nôn đối với phụ nữ mang thai trong cái thời kỳ đầu 3 tháng đầu hay bị ốm nghén đó, hoặc nôn ẹ, hoặc là ăn uống không ngon chán ăn. Đó, nó rất là nhiều cái vitamin B6 cho nên là nó giảm buồn nôn, cho nên là phụ nữ có thai sử dụng cái đọt rau lang này cũng rất là tốt ha. Rồi, rau lang này thì nó cũng giúp chúng ta nhuận tràng. Rất là tuyệt vời. Thì rau lang tươi á hoặc là luộc chín á thì nó có tác dụng là nhuận tràng. Thì rau lang á thì nó có vị ngọt và tính mát, nhờ nó chứa nhiều chất xơ nên nó giúp nhuận tràng rất là hay. Còn cái lá rau lang á thì nó có chất nhựa tẩy khoảng 1,95% đến 1,97%, nên nó có tác dụng là nhuận trường rất là tốt. Có nghĩa là từ cái lá và cái đọt rau lang này, khi mà chúng ta ăn, khi mà chúng ta bị táo bón thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ về vấn đề chúng ta bị táo bón ha. Rất là tuyệt vời. Khi mà phụ nữ băng huyết á thì các anh chị mình lấy cho Hải một nắm rau lang tươi, một nắm đọt và lá tươi như thế này, ngâm vào nước mùi loãng, rửa nước sạch để ráo và giã nát và đổ cho Hải một cái ly nước nấu sôi để nguội hoặc nước lọc bà cao thế này, nhỏ như thế này, khoảng 150ml ha, 100 đến 150ml nước ha, rồi đổ vào vắt lấy nước rồi uống một lần mỗi ngày, 1 đến 2 lần như vậy thì nó sẽ giúp phụ nữ băng huyết rất là tuyệt vời, chữa trị cái chứng băng huyết của phụ nữ rất là tốt ha. Còn những người mà thận âm hư, hoặc là thận âm hư thì một hồi Hải sẽ nói rất rõ về cái thận âm hư, bởi vì bữa có của anh chị mình hỏi Hải là rất nhiều về vấn đề thận âm hư ha. Rồi, khi mà thận âm hư mà nó gây cho chúng ta đau lưng mỏi gối nè, thận yếu là gây đau lưng nha các anh chị mình nha, thì cái lá và cái đọt tươi nè, 30g nè, rồi lấy cho Hải 3 đến 4 con cua đồng á thì làm sạch sẽ đi, giống như chúng ta ăn vậy đó, và bỏ vào một cái nồi và chúng ta hầm cho nó chín ha, hầm cho nó chín đi, và chúng ta sẽ ăn rau lang nè, ăn hết cua nè, uống hết nước nè, mỗi ngày 1 đến 2 lần như vậy á thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị thận âm hư, đau lưng mỏi gối rất là tốt. Mà cô bác chị nào mà bị cái mụn nhọt á, chúng ta lấy một nắm lá hoặc đọt vậy nè, non nha, cô bác chị mình ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch, cô bác chị mình để ráo đi, và cô bác chị mình
lấy cho Hải một nắm hạt đậu xanh á, nắm nhỏ nhỏ thôi đó, đổ bỏ vào cái rau lan này nè, và đâm cho nhuyễn nó luôn, đâm nhuyễn ra và đắp vào cái chỗ mụn mụn nhọt á, đinh nhọt mụn nhọt, đâm vào đắp vào cố định lại trong vòng 3 đến 4 tiếng lấy ra đó, mỗi ngày 1-2 lần. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta trị đinh nhọt mụn nhọt rất là tốt đó, rất là tốt luôn. Còn ai mà cô bác chị mà bị quán gà ha, bị quán gà, quán gà có nghĩa là trời 5-6 giờ chiều á, là chúng ta cái mắt chúng ta nó giảm thị lực lại, chúng ta thấy mờ mờ, gọi là quán gà, giống như con gà mỗi chiều mà nó cơ bơ vậy đó. Đó thì kêu là quán gà, nó giảm thị lực đó. Đó thì cô bác chị mình là lấy cho Hải là cái lá khoai lang nè, lá khoai lang non nè, hoặc cái đọt nè, cô bác chị mình thấy mơn mởn đẹp đã chưa đó. Đó, đọt non như thế này nè, cô bác chị mình lấy cho Hải một nắm, hay một nắm lớn ha, cộng với lại 100-150 gram cái gan con gà hoặc gan lợn á, rồi chúng ta xào chung rồi chúng ta sẽ ăn ha, rồi chúng ta sẽ ăn mỗi ngày một lần. Như vậy thì nó sẽ cũng giúp cho chúng ta là hỗ trợ về cái vấn đề mà quán gà rất là tốt. Còn phụ nữ mà bị thiếu sữa đó, khi sinh con mà bị thiếu sữa, tắc sữa đó, thì lấy cái rau lan này nè, gọi sữa về ha, bằng cách là ăn cái lá non hoặc cái đọt non đó. Lấy cho Hải là 250 gram lá và đọt non của rau lan, rồi tươi ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo. Lấy cho Hải là 200 gram thịt nạc đó, thịt nạc hoặc là thịt ba chỉ cũng được đó. Rồi chúng ta sẽ xào chung hoặc là hầm chung, rồi cô bác chị mình sẽ ăn một lần một ngày như vậy, một ngày cho một lần đó. Thì cứ một ngày chúng ta ăn một lần như vậy hoặc là 2 lần cũng được, nó không có ảnh hưởng gì hết á. Nó chỉ gọi là nó kích thích tiếng sữa, nó sữa chúng ta nó bị tắc nghẽn hoặc là nó bị tắc sữa thì nó bồi bổ thêm, và nó sẽ gọi sữa về cho các mẹ ha, để cho đủ sữa cho bé bú ha. Rồi muốn thanh nhiệt và giải độc thì cứ đơn giản thôi đó, các anh chị mình cứ lấy rau lan nè, luộc ăn mỗi ngày đó, mỗi ngày 1-2 lần thì nó sẽ giúp chúng ta, bởi vì tính vị của nó là vị tính mát cho nên là nó thanh nhiệt, nó giải nhiệt rất là tốt. Cho nên là chúng ta ăn rau lan thường xuyên, thì những người nào hay nóng nảy, táo bón, mất ngủ nè, rồi nóng cơ thể, nổi mụn rồi đó, thì chúng ta ăn rau lan thường xuyên. Thì rau lan nha, chứ đừng ăn củ nha, ăn rau lan thường xuyên thì nó sẽ giúp chúng ta là nhuận tràng, mát mẻ cơ thể lại, giải độc gan, giải độc cơ thể, giải nhiệt cơ thể rất là tốt từ cái loại này. Và bây giờ Hải sẽ chia sẻ cái vì sao mà Hải nói thận âm hư hoặc là thận dương hư. Thì Hải sẽ nói rất rõ vấn đề này, có rất nhiều các bác mình hỏi Hải ha. Thì đây, thận âm hư là gì? Âm hư có nghĩa là cái âm nó bị hư. Bởi vì sao? Cơ thể chúng ta âm và dương phải đồng đều nhau như thế này, âm và dương nó phải bằng nhau. Nếu nó không bằng nhau thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe ha. Thận âm hư, âm hư có nghĩa là âm hư và dương thịnh. Dương nghĩa là đại diện cho nóng, âm có nghĩa đại diện cho lạnh. Âm dương nó phải đều nhau. Nếu âm bị hư có nghĩa là cái lạnh chúng ta nó bị bệnh, bị hư, thì cái dương nó sẽ thịnh, từ đó nó sẽ gây cho chúng ta bị nóng cơ thể, nóng gan, nóng thận, nóng trong cơ thể, sinh ra nổi mụn, mề đay mẩn ngứa, rồi táo bón. Đó là thận âm hư nha. Còn thận dương hư, thận dương hư là gì? Cũng giống như thận âm hư thôi, âm và dương bằng nhau. Nếu dương hư thì âm sẽ thịnh, dương suy âm thịnh, hoặc là âm suy dương thịnh đó. Âm dương hư, dương hư có nghĩa là cái nóng trong cơ thể chúng ta nó bị trục trặc, nó bị bệnh thì nó bị suy. Suy có nghĩa là nó không có nóng như lúc ban đầu nữa, nó sẽ không nóng nữa đó. Là cái âm này, cái lạnh này nó sẽ thịnh. Thì âm thịnh thì nó sẽ gây trong cơ thể chúng ta là lạnh, là những cái biến chứng ví dụ như là tiêu chảy, lạnh bụng khó tiêu, sình hơi, ớn lạnh trong cơ thể. Đó là dương suy hoặc là dương hư. Đó có nghĩa kết luận lại là âm hư thì cơ thể chúng ta sẽ nóng, dương nó thịnh thì cơ thể chúng ta sẽ nóng ha. Dương hư thì cơ thể chúng ta sẽ lạnh ha. Âm nó thịnh thì cơ thể chúng ta nó sẽ lạnh. Vì vậy chúng ta cần nên làm sao cho nó âm dương cân bằng. Thận âm hư là cơ thể nóng, thận dương hư là cơ thể lạnh. Đó là cách mà Hải hiểu, và Hải đã tìm hiểu rất là kỹ về cái những cái tài liệu bên ngoài, về trong chương trình mà Hải học ở trường lớp. Thì Hải chia sẻ lại cho quý quán chị mình để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về thận dương hư và thận âm hư. Rồi, thì cuối video Hải cảm ơn quý quán chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua.
Hải thì luôn đi tìm kiếm những cái cây dược liệu thế này để chia sẻ lên cho quý quán chị mình. Cuối video hãy chúc quán chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ hãy đến đây, hãy xin được kết thúc bây giờ. Xin hẹn gặp lại quý quán chị mình vào ngày mai.